vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FBNC tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sau khi Mỹ quyết định rời khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã đưa ra kế hoạch mở rộng thị trường với nhiều quốc gia khác. Đồng thời, ông cho biết chính phủ Úc sẽ thảo luận với chính quyền mới của Mỹ về mối quan hệ giữa hai quốc gia Úc-Mỹ trong thời gian tới. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng, nếu Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương này thành công, thì tất cả các nước thành viên sẽ được hưởng lợi. Song ông bày tỏ sự thất vọng trước quyết định rời TPP của Mỹ. Đồng thời, ông cũng đưa ra những chiến lược và kế hoạch để đàm phán về việc mở rộng mối quan hệ thương mại của Úc với nhiều thị trường xuất khẩu khác như Ấn Độ, Indonesia, Liên minh châu Âu EU và Anh. Những chính trị gia theo chủ nghĩa cơ hội muốn chúng ta đóng cửa và lập hàng rào thương mại và đầu tư, nhưng họ không làm gì cả ngoài trừ việc đùa giỡn trên nỗi sợ hãi và gánh nặng của những người khác trong cộng đồng. Những người cảm thấy mình không nhận được lợi ích chung trong những biến đổi của quá trình toàn cầu hóa và những chuyển giao công nghệ. Ông cũng cho biết lĩnh vực sẽ mở rộng trao đổi thương mại sẽ không chỉ bao gồm du lịch dịch vụ, mà còn trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng cho biết Úc và Mỹ vẫn là đồng minh hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố và an ninh quốc phòng. Đồng thời, chính phủ Úc cũng sẽ làm việc với chính quyền mới của Mỹ để đưa ra những kế hoạch mới trong chiến dịch này. Khi đề cập tới chính sách cấm dân nhập cư mới của Mỹ, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump làm như vậy cũng là vì sự an toàn của người dân Mỹ. Họ có quyền cho phép ai vào nước Mỹ, và nước Úc cũng có cùng quan điểm về vấn đề này. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Đức, Nhật Bản và Trung Quốc thao túng tiền tệ, thì phía chính phủ Nhật Bản đã ngay lập tức lên tiếng phản hồi, phủ nhận cáo buộc này. Chính phủ Nhật Bản khẳng định tỷ giá ngoại hối do thị trường quyết định và nước này không thao túng tỷ giá để trục lợi về mặt giao thương như Tổng thống Mỹ đã lên tiếng cáo buộc vào ngày 31 tháng 1 giờ Mỹ. Chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản nhằm mục đích giúp cho thị trường nội địa chấm dứt giảm phát chứ không nhằm vào việc thay đổi tỷ giá. Trước đó thì ông Trump đã cáo buộc ba quốc gia là Đức, Trung Quốc và Nhật Bản hạ giá đồng nội tệ để gây bất lợi cho đồng đô la Mỹ. Lời cáo buộc này đã gây ra biến động trên thị trường tiền tệ. Đồng đô la hạ giá so với yên, đây là diễn biến không có lợi cho nền kinh tế Nhật Bản vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nhật Bản khi Thủ tướng Shinzo Abe gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 10 tháng 2. Chính quyền Tokyo cho biết những chiếc huy chương trong Thế vận hội mùa hè 2020 tổ chức tại Tokyo sẽ được làm từ những kim loại tái chế, từ điện thoại di động và thiết bị đồ dùng cũ do người dân Nhật Bản đóng góp. Đây là cách để khiến cho mỗi cư dân tại Nhật thấy được vai trò của mình trong mùa Thế vận hội sắp tới. Kế hoạch này của chính quyền Tokyo là một nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển bền vững. Đồng thời đây cũng là cách để tiết kiệm kinh phí chi tiêu cho Thế vận hội sắp tới, với kinh phí dự kiến là hơn 3.000 tỷ yên, tương đương 26,5 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù theo như kinh phí đưa ra của các nhà tổ chức vào mùa trước là 16,8 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 hy vọng sẽ thu được 8 tấn kim loại, bao gồm 40 kg vàng, 2.920 kg bạc và 2.994 kg đồng, từ những chiếc điện thoại và thiết bị cũ do người dân Nhật đóng góp. Và nếu như kế hoạch này trở thành hiện thực, Nhật Bản sẽ tạo ra được 2 tấn kim loại và lượng kim loại này đủ làm ra 5.000 chiếc huy chương cho cả Thế vận hội Olympic và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic. Bắt đầu từ tháng 4, chính quyền Nhật Bản sẽ lắp đặt những thùng thu nhận kim loại phế thải từ những hộ dân Nhật Bản trên khắp cả nước, và dự án này sẽ kết thúc khi họ thu được đủ 8 tấn kim loại phế thải. Nhiều người dân Nhật Bản tỏ ra rất ủng hộ và thích thú với kế hoạch này của chính quyền Nhật Bản. Nhờ vào việc tái chế, chúng ta sẽ không chỉ dùng xong và bỏ đi, mà chúng ta còn có thể hạn chế việc sử dụng những nguồn vật liệu không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi nghĩ kế hoạch này thực sự rất tuyệt vời. Ngày hôm nay, thì Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley tuyên bố về kinh phí phục hồi kinh tế năm nay. Theo đó, thì gói kinh phí thường niên này của chính phủ Ấn Độ năm nay sẽ tập trung vào phát triển kinh tế khu vực nông thôn, bao gồm cơ sở hạ tầng và đẩy lùi đói nghèo. Mục đích chính là nhằm lấy lại niềm tin của nông dân Ấn Độ sau cuộc chiến chống tiền giả vừa qua. Với gói kinh phí này, người được hưởng lợi lớn nhất chính là những người nông dân Ấn Độ, chiếm đến 80% dân số Ấn Độ, và đây sẽ là cơ hội giúp họ bán được sản phẩm với giá tốt hơn, đồng thời bảo hiểm về mùa vụ cũng được nới rộng. Điều này sẽ giúp cho những người nông dân thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Đảng Quốc Đại Rahul Gandhi lại cho rằng gói kinh phí này không hề hướng tới nông dân và những người thất nghiệp. Vấn đề chính ở Ấn Độ hiện nay chính là tỷ lệ thất nghiệp và làm cách nào Ấn Độ có thể giải quyết vấn đề này. Họ không đưa ra được bất kỳ ý tưởng, tầm nhìn hay giải pháp nào. Đối với nông dân cũng vậy. Đây là cách hiểu sai về đạo luật dao động nông thôn quốc gia. Chúng tôi đã hy vọng có một vài giải pháp vượt bậc, nhưng không có gì cả. Bên cạnh đó, ngay sau khi có thông báo về gói kinh phí này, giá cổ phiếu của Ấn Độ trên thị trường đã tăng lên 1,5%. Tuy vậy, nhiều chuyên gia hoài nghi về khả năng đạt được mục tiêu tỷ lệ thâm hụt tài chính khi chính phủ Ấn Độ tăng lên 3,2% từ mức dự báo 3% trước đó.
Song nhiều chuyên gia kinh tế lo rằng với việc chuyển hướng sang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP và đây sẽ là một dấu hiệu lạc quan cho nền kinh tế Ấn Độ trong thời gian tới. Và xin được quay trở lại với phần thông tin trong nước với những nội dung nổi bật sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo công bố quy chế tuyển sinh chính thức, quyết định giữ điểm sàn. Kịch bản nào cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm nay?